Thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại với shop Dặn Năng. Em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172445. Thì tiếp tục ngày hôm nay em vẫn chi ân khách hàng ha. Clip em thì anh em cứ việc khách hàng đã từng mua hàng bên em thì anh em cứ việc liên hệ mua hàng ngày hôm nay là được miễn phí ship hoàn toàn nha. Kể cả anh em ship code hay chuyển khoản gì cũng được, miễn ship cho đó. Đối với những khách hàng đã từng mua hàng thành công bên em nha. Đó, hôm nay em chi ân khách hàng. Thì anh em nào có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin qua số điện thoại là 0335172445, hoặc là kết nối Zalo, hoặc chưa kết nối Zalo thì Zalo số trên luôn ha. Rồi, sản phẩm thì anh em quay trên đây, anh em cần chi tiết sản phẩm, hình ảnh, cân nặng hay là cái kích thước gì đó thì cứ kết nối Zalo của em ha. Rồi ok, sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay nha. Còn đối với những anh em mà mới biết em lần đầu clip ngày hôm nay ha, mua hàng trong clip ngày hôm nay thì ví dụ như anh em mua đơn từ 300.000 trở lên, anh em chuyển khoản đủ em vẫn bao ship nha. Còn nếu như anh em ship code thì anh em vui lòng thanh toán tiền ship giúp em. Tiền ship tùy theo độ nặng nhẹ ha của sản phẩm. Rồi ok, cái cả tăng đưa này ngày hôm nay em bán 60 nè. Đó, cả tăng đưa Nhật Bãi ở trong lô đồ nó về có ha. Đó, em sẽ đo cho anh em xem. Cái cả tăng đưa này nó bình thường nó sẽ được khoảng 20-22 cm. Còn nếu như mình bung ra thì em sẽ đo cái chiều găng này mỗi một bên thêm 7 cm nữa, tức là bung ra là được 1 tấc 4 ha. Rồi tăng đưa này là 60 ha. Rồi dũa, đó dũa thì 150, dũa thì 150, đó dũa tròn, dũa bán nguyệt, dũa bản nhỏ, dũa tam giác, dũa bản nhỏ, dũa bán nguyệt, dũa bản ha. Mấy dũa này là còn dũa ăn trên bề mặt sắt hết nha anh em. Ok, bộ này 150 bao ship luôn ha. Tiếp theo thì tới mã linh tinh. Mã linh tinh thì một mớ này nè. Cái này thì nói chung là linh tinh thì về anh em nghiên cứu hay là cái gì ha, mấy cái đồ này mấy cái đồ nghiên cứu nha. Mã linh tinh này nè, dưới chân em nè. Đó. Rồi em đưa lên từ từ cho anh em xem nha. Mấy cái này là mấy cái bút mà, viết bút viết mực hay gì nè. Còn cái này giống như cơm ba mà nó xài mực tàu hay gì đó. Đó, rồi một cái cây dao này giống như cái dao gọc bica vậy đó ha. Một cái cân này, cái cân này thì không thể nào treo mà cái cân này là nhấn ha, cân này là nhấn, nhấn lên ký. Đó. Giống như mình đo lực lò xo rồi gì đó, nhấn đè ha, lên ký, đây được ký nè. Đó. Một cái cảo, một cái anten. Đó, anten kéo dài ra ha. Đó. Vậy anh em độ cái cục 500 nhỏ đây, 500 đất hiếm nè, để anh em lụm mấy cái đồ gớt trong kẹt hay dưới sàn rồi vậy đó ha. Rồi cảo C nè, một cái này giống như cây cại vậy đó ha. Rồi cái lối, thêm cây lối nữa nè. Cái này cái móc hay gì đó, nó có ba chân này, vậy là bén lắm nha. Cái này bén, cái này vậy anh em chế, anh em cạo gòn hay là gì đó anh em chế. Một cái dao mổ nè, một cái cây mũi gạch bỏ cong bỏ thẳng ha. Còn cái này là cái gì không biết luôn, một tay nó có thể lắc lên ra vô nè. Đó. Rồi. Với một cái này giống như cái mặt vít vậy đó. Mặt vít tiếp điểm nè. Ha, mít xu luôn nè. Mặt vít tiếp điểm mít xu luôn. Đó, anh em hình dung thấy có sử dụng được thì anh em sử dụng nha. Đó, rồi. Tiếp theo thì tới bàn bào. Hai cái bàn bào, cái lớn cái nhỏ nè. Cái nhỏ thì trong khoảng bàn tay ha. Rồi hai cái 120. Đó, em bao ship luôn. Anh em xài liên hệ em ha. Tiếp theo tới bơm hơi. Bơm hơi này có bình nén khí, anh em bơm thoải mái nha. Nó mình phòng khi mà xe mình lủng xì gì đó, sáng dắt ga mà xe bị sẹp thì mình có mình bơm. Đó, mình bơm lại mình đi làm. Dây này em thay dây áp lực mới nha. Đó, chịu tải 8 kg, bánh xe mình thì chỉ có 3 kg, 4 kg là hết cốt này. Em bơm thử cho anh em xem nè. Đó, cái bình nó chứa vô này ha, mình bơm rất là ok luôn. Rồi vậy xe Honda. Đó, tiếp theo một mớ gắt hơi nữa nè. Đó, 500k, anh em xài liên hệ nha. Đó, gắt hơi là hình dáng là nó như thế này đây. Đó, gắt hơi là nó như thế này. Đó, 10 ly, 12 ly, 8 ly, 6 ly, gắt chuyển, co, ngã ba chữ T rồi vậy nè. Đó, anh em làm xe tải hay là làm dàn hơi, máy hơi rồi gì đó, đồ công nghiệp rồi có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em. Đó ha, cũng nhiều lắm, bịch này khá là nhiều luôn á. Rồi anh em có xài liên hệ em, bịch 500k nha. Rồi tiếp theo thì tới cái này,
Này là kích cáp, kích cáp móc dây cáp nè. Đó, móc dây cáp. Rồi, anh em xài thì liên hệ ha. Cáp này cáp 6 ly, móc trên dưới chó nhảy bình thường ok hết. Kích cáp nha. Còn nước sơn đẹp luôn, chịu tải 700 kg nè. Rồi xài liên hệ em 300k em bao ship nha. Khá nặng. Tiếp theo thì 10 kg hành lý. 10 kg hành lý này thì anh em tận dụng về anh em mài dũa sửa chữa gì đó lại mình xài, vệ sinh lại xài. Dũa nè, vít nè ha. Sủi. Đục. Thước xếp nè, thước xếp lại làm ba nè, thước gỗ. Một cái kèm này còn mới mà nó bị gãy, đè gãy đây nha. Rồi, cái dũa tròn. Kéo nè. Cộng lực ha, bỏ xéo, ngã xét vệ sinh ra nha anh em. Búa Mgo ha. Đó. Một cái móc. Cái kèm quạ ha. Nhiêu? 250. 500. Rồi, kèm vít kéo nha, gãy mỏ. Kéo. Thức kéo, kéo. Rồi đục. Một cái cần tê này. Cần tê này em kiểm tra xem. Chưa bể, chưa tét ha. Số thì 17, 19, 21, 23 luôn. Rồi. Rồi, kéo to lên rồi ha. Vít. Vít. Búa. Rồi, xong. Theo cái đục 7, đục 7, đục tay. Cái này chất mát dài nha anh em, dài khoảng 3 tấc. Rồi cái dây này ngắn tấc rưỡi, tấc 8. Một cái lối nè, lối cốt luôn nè. Một cái đục 17 ly 7 nha. Cuốc 130. Cuốc 130. Đo kích thước cho anh em xem nè. Cái miệng này là miệng 85 ha. Miệng 85. Này là 24 năm. Là ben. Là ben là 200. Có luôn cây này nha, cây này dài nhất nè. Bây giờ em sẽ sắp ra em đo cho anh em xem, cho xem từ cây vô. Cái cây dài nhất ha. Cái dài nhất là 53 cm, tiếp theo là 30. Tiếp theo 30 luôn. Cái này thì 28 nha. Cái này 23. Cái này 18, cái này 16 quá. Rồi. 15. Rồi cho anh em xem từ cây nha. Cái này là cái đầu nhổ đinh nha. Đó, rồi. Rồi. Rồi anh em xài liên hệ em ha. Tiếp theo là bộ quay nha. Bộ quay này là 190. Bộ quay này là 190 ha. Bay 190, cái này cái sủi. Đó. Mấy cái sủi ha. Rồi, 190 bao ship nha. Cái bắn đinh hơi. Cái này 350, thương hiệu mát ha. Cái này thì bắn đinh U, bắn đinh U nè. Thương hiệu mát 10-22 Japan ha. Đó. Cái này là công nghệ Japan ha, sản xuất tại Korea, là Hàn Quốc xuất cho thị trường Nhật nè. Cái này sản xuất tại Hàn Quốc nha, 350 nha anh em. Đó, rồi. Này em không có đinh game thì em thử lấy cái
bắn cho anh em xem thôi. Đây, lúng dấu nha, mạnh ok bình thường ha. Rồi, anh em xài cứ việc liên hệ, cây này là Hàn Quốc xuất Nhật 300g. Tiếp theo thì tới cái mũi phét 230. Mũi phét này là mũi phét tường ha, mũi phét tường. Mấy chân này là mang hợp kim me còn đủ ha, không có rụng chân nào hết. Cái phi của nó là 32 nha, phi nó 32. Rồi, không có cái chân định vị nha. 230 chân ếch DS gắn vô mấy cái máy bê tông gài vô cái là xài thôi. Tiếp theo thì tới cơm ba này thì 150. Cơm ba này 150 nha. Đó. Rồi anh em xài thì cứ việc liên hệ. Cái cơm ba này thì nó dài được 20 cm, 150 nha anh em. Tiếp theo thì cái vặn ống nước nè. Anh em muốn dặn mấy cái ống ngã ba tê co đồ gì đó rồi mình dặn bằng tay thì nó đau, thì mình móc cái này vô, ví dụ như cái co gì thì mình móc vô mình dặn ha, nó máng lại rồi bắt đầu mình dặn đi, mình dặn vô hay mình dặn ra gì đó mình đều móc vô mình dặn ha. Rồi ok, cái này thì mình dặn là nó là vặn ống nước đi 90k. Tiếp theo thì tới cái lưỡi móc rãnh nè, chăm lưỡi thì có mang hợp kim hết đầy đủ nè, cũng có mẻ nha, cũng có mẻ lưỡi ha. Đó rồi, cái nào có mẻ em nói có mẻ hả. Đó thì này anh em xài anh em biết mài, anh em mài lại cái lỗ cốt này á là nó sẽ là 14.5 đó, 30 này chắc là cái đường kính ngoài ha, không phải 120 lận ha, 120 30 chắc bắn dày quá, để em đo thử cái này coi. 28 năm mà. 28 năm mà ha. Rồi, ok, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ em, móc rãnh là 100. Tiếp theo thì tới cái này, cái bộ làm vườn. Bộ làm vườn này thì 300, em bao xếp nha. Đó, liềm nè. Còn khá mới ha. Sẵn nha. Cái cào, cái len cầm tay dài, cái xúc gom nè, rồi một cái cào cỏ nha, một cái móc rễ, cái lưỡi liềm. Phần này là nhổ cây non, cây non gì mình muốn nhổ lên thì mình để gì ha, bẫy lên. Rồi đây cái hình thức nó minh họa mình xem. Cái cuốc ba chia ở đây, về cha cán vô xài rất là ok luôn, về dặn. Cái liềm không ngăn cưa. Tiếp theo thì tới thùng. Má thùng 1 và 250 nha. Không lủng gì hết nha anh em, không lủng nha, còn nguyên. Ngoại hình thì anh em xem, em sẽ quay cho anh em xem nha. Đây có móc, ổ khóa nhỏ móc vô đây để bảo vệ đồ đạc ha. Thì anh em á, có đồ á, anh em để đây đồ nghề gì đó, anh em để vô xài thì cứ tới đây thùng này là anh em lấy. Nó sẽ không bị mất, xài xong cứ việc bỏ vô đây, nó đỡ bị thất lạc nha. Thước em đo cho anh em xem nha. Thùng này thùng Nhật vải hết nha anh em, xài rất là ok luôn. 40.5 là chiều dài, chiều cao của nó là được 10. Chỗ cao nhất nha, còn chiều ngang của nó được 15. Thùng số 1 250 em bảo ship nha. Tiếp theo tới thùng số 2 250 luôn. Thùng số 2 250 luôn, ngoại hình nước sơn mà em thấy cũng còn sáng sủa đẹp nha. Chiều dài không bằng cái kia thôi, nhưng mà cũng không lủng không gì hết trơn, đẹp. Cũng có chỗ móc ổ khóa, anh em có ổ khóa nhỏ nhỏ này móc vô ha. Đó. Rồi, đây hình thức là bên trong thì bên ngoài còn sáng luôn. Thùng này của nó là tôn bóc của thùng đồ nghề á ha. Rồi, cái này là chiều dài của nó là 35 năm nha. Chiều ngang của nó là được 16 và chiều cao của nó là được 10.5 á. Tiếp theo thùng số 3 cũng vậy luôn, màu xanh, anh em thích màu xanh lấy màu xanh. Anh em thích màu đỏ lấy màu đỏ ha. Đó, nói chung thùng dày dặn chắc chắn đẹp ha. Rồi thùng này cũng 250 luôn, thùng 3 250. Anh em thích thùng nào lấy thùng đó ha. Rồi kích thước thùng rồi vậy nè, trong ngoài nè ha, hình thức. Rồi kích thước nè. Kích thước cái thùng này á, thì chiều dài của nó là được 35.5. Ngang của nó là được 15.5. Chỗ cao nhất là 10.5 ha, cm đó. Cái thao tới thùng số 4 nha. Đó thùng số 4 này là 300, cái là nó dày nặng cực kỳ luôn. Anh em đựng thiên thu luôn, đã đời luôn nha. Ngoại hình nè, hình thức là nó màu xanh đen đó. Rồi thương hiệu của nó đóng đây ha, móc hai bên đầy đủ.
Rồi, ở đây có cẩu khóa thì anh em móc vô đây khóa thùng lại. Hình thức bên trong nha anh em. Đó, màu xanh đen nha. Màu xanh đen nha anh em ha. Rồi, ở trong này thì nó có ngăn nè anh em để đầu điếu mấy cái mũi vít gì nhỏ nhỏ được nè. Cái này thì để thoải mái. Thùng này để tại chỗ rất là ngon luôn ha. Anh em xách đi thì vẫn được. Rồi nó có quai xách đó ha. Chiều dài của nó là 36.5 nha. Còn chiều ngang này của nó thì được là 20.5. Chiều cao này của nó thì được là gần 8 phân nha. Nó khai nó thùng số 5. Thùng này là thùng chiên đựng đồ nghề luôn nè. Nó anh em thùng này xách đi làm gì ha, để xe đồ. Ngoại hình hình thức anh em xem trước đi, em quay vô bốn vách cho anh em xem nha. Tem này của nó dán sẵn ha. Rồi cái phần đít của nó cũng không lủng không gì hết nha. Rồi ở bên trên này của nó thì nó sẽ có ngăn trên nè. Ngăn trên là chia ra ô nhỏ, anh em muốn để ốc vít tắc kê gì đó anh em để. Cái này ngăn dài, cần điếu cái nào dài dài để anh đây vít đi. Rồi đồ nặng anh em để đây ha, búa bọng rồi đó, xà beng. Bỏ lết hay kéo gì đó anh em bỏ đây. Đó, hình thức thùng thì nó như vậy. Rồi nó không lủng không gì hết, câu hóa thì móc đây ha. Rồi ok. Đo kích thước cho anh em xem, thùng này là thùng số 5 430 nha anh em. Chiều dài của nó là 41 cm, chiều ngang này của nó thì được là 18.5 cm, chiều cao này của nó thì được 15 cm nha anh em. 430 bao ship ha. Rồi tiếp theo kéo bướm 150 ha, bao bén anh em về dùng luôn nha. Kéo bướm 150 chữ hai bên nè, đầy đủ hết đó. Anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ, 150 em bao ship nha. Kéo bướm bao ship bao bén. Rồi chiều dài của nó được 17 cm nha, 17 cm ha. Rồi ha, anh em xài cứ việc liên hệ với em. Kéo bướm là 150. Tiếp theo thì tới cắt ống đồng nè, cắt ống số 1 là 250 nha. Này ghi ghét của Mỹ ha. Rồi ok, con này thì không có lưỡi xe cua, có lưỡi này thôi. Rồi cái phần này, cái phần cạo ba giới nè. Rồi có nó là 1/8 cho tới là 1/8 ha, cho tới là 1/8. Rồi ok, Mỹ cho nên là nó chơi hệ phần vậy đó ha. Yoga bình thường, hai bánh này lăn nhẹ nhàng bình thường ha. Rồi bánh cắt này cũng lăn nhẹ nhàng luôn. Đồ của Mỹ anh em, xài bền Mỹ luôn. Rồi hai em gửi. Tiếp theo cái này thì cắt lớn hơn nè, cũng của Mỹ luôn, Chicago USA ha. Chicago USA, lưỡi lấy ba giới cũng là ở đây ha. Rồi còn cái này á, là mình dặn vô dặn ra một khớp đây, nó đang chạy ra vô nè anh em thấy không. Đó, ở đây có đóng chữ nữa nè ha. Rồi còn phần này thì mình đè cái đầu này xuống, mình rút ra rút vô là thao tác nhanh ha. Rồi ok, bánh này thì lăn bốn bánh nhẹ nhàng bình thường trơn tru. Cái này 350 nha anh em ha, Chicago của Mỹ. Rồi anh em cần dùng cứ việc liên hệ em, 350. Súng xịt hơi hoạt động tốt ha, 220k bao ship luôn ha. Rồi Kiki. Rồi con này á, thì nó xài cái chân nó nhanh ha. Rồi hơi kính rồi gì ok, không xì rồi gỉ đâu hết. Rồi của Nhật bãi luôn, 220 bao ship, anh em dùng liên hệ. Đồng hồ ga ha, đồng hồ ga này thì em không phải chuyên về thiết bị này, cho nên có thì em cứ bán thôi. Thì nó để mã nó R410A nè. Đó, rồi bên hông của nó nè, nó một bên này có một cái lỗ nè ha. Rồi bên này thì nó có ốc dặn lại gì nè. Nó thì anh em nào chuyên về hình thức cái con này, có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ em. Con này thì không bao gì nghe, tại em không biết test, không biết xài nó như thế nào. Đó, rồi của Nhật nha. Đó, chữ nè. Đó, thì em về được cái con này về hai cái đồng hồ nè. Đó. Dạch ra cho anh em xem phía sau nha. Hai bên luôn ha. Đó. Rồi. Nó vậy đó nghe anh em, không phải gấp gì đâu. Ok ha, anh em có nhu cầu dùng thì có việc liên hệ em. Cái này thì em không có bao là nó như thế nào hết nha. Giá là 600k. Tiếp theo thì tới kéo ton. Kéo ton là 190. Kéo ton là 190 nha. Đó, cây nào có mẻ thì anh em mài lại, như cây này mẻ lưỡi nè. Cây này kéo thẳng mà dài nữa nè, có chữ luôn nha. Mấy cây này em vệ sinh rồi ha, chai dầu cho anh em rồi luôn rồi. Chiều dài của nó là được 27 cm luôn nè. Ha, lưỡi này em thấy cũng còn khít nè. Đó, cây này ngắn hơn ha. Rồi, đó, lưỡi ha. Cái cây này thì nó bị thảy gớt mỏ hơi cấn chút xíu thôi. Rồi, cây này thì mỏ hơi dãnh lên chút xíu, vẫn cắt đường thẳng được bình thường nha. Rồi cây này cây nhỏ mini nè, ở phía trước này cũng mẻ ok nha, có chữ nè, có chữ hết nè. Đó, rồi cái khoan tay này thì em bán 100k ha,
bao ship luôn cho anh em xài, hoạt động tốt hai chiều đầy đủ nha, đảo chiều nè đó. Rồi dặn ra cho anh em xem nè, đầu chạy ra vô bình thường, em bán chỉ có 100k thôi, anh em mua về kỷ niệm cũng được ha, treo lên ngày xưa mình xài ha. Rồi mỗi lót thì cả bộ 230, em bao ship luôn nha. Mỗi lót này mã số 1 giùm em, mỗi lót 1 230, cây này 200ml nè, được 3 cây 200ml nha. Rồi còn hình thức đó là em vệ sinh rồi, dặn ra dặn vô rồi về hoạt động ok bình thường nhẹ nhàng hết ha. Một cây ha, cái này 200ml nữa nè ha, đó cái này hơi hở lý do nó cấn lưng xíu thôi ha. Rồi hai cây, cái này 200ml nữa nè, ra vô rồi về bình thường hết đó. Rồi cây này cái nhỏ nè, 150 hojan nè, ra vô bình thường nhẹ nhàng ha. Rồi hai cây 250ml nè, Lotter Sanki nè. Rồi cái này thì hơi hở nè, cấn lưng nè, cái này sát nè, ra vô nhẹ nhàng hai cây nè đó. Chỉ có 230 thôi, bao ship luôn nha anh em. Tiếp theo thì tới mỏ lết số 2, cây này là cây mỏ lết găng nha, 200k ha, MCC ha, MCC. Rồi cây này thì nó hơi cong cái chiều này xíu, nó hơi cong nè anh em, thấy nó cong ở chỗ này không, nó hơi cong cái lưng này xíu thôi đó. Rồi cây này thì em bán 200 ha, hoạt động tốt luôn, ra vô bình thường, dặn bình thường, không ảnh hưởng tính năng chức năng gì hết ha. Rồi tiếp theo cây này 450, size 450 nha, MCC, còn nước sơn luôn ha. Rồi là so nhấm nhảy ra vô bình thường nè đó, 300. Đó, hoạt động ok ha, găng cỏ là ok, đẹp luôn nha. Đó, anh em xài liên hệ size 450, giá là 300, mỗi lớp mã số 3. Cái này cây gò nha, cây gò này 190. Cây gò này 190, em bao ship nha, có chữ đầy đủ ha. Rồi tiếp theo thì tới mã dây nha, dây số 1 này là 200k. Dây này anh em chở hàng quá, anh em đai rồi gì rất là ok nha. Đó, này là cái đầu cố định nè, móc vô một bên đi ha. Rồi còn cái tay này nè, anh em để là ví dụ như cái này là cái phần móc nè, móc một bên còn lại hàng quá để chính giữa ha. Anh em kéo á, anh em nắm, anh em kéo cái phần mà tăng đưa vô á thì nó bình thường nha. Đó, anh em kéo vô bình thường. Anh em để cái tay này nè, xui gì nè thì anh em kéo nó nhẹ, rất nhẹ nha. Còn anh em á mà muốn cho nó bị xúc ra rất là khó nha. Rất là khó nha, anh em để hẳn gì anh em rút mới được nè. Anh em bật cái tay này ra gì là anh em rút mới được nha. Rồi, ok. Dây đai mã số 1 là giá là 200, em đo cái sợi dây chiều dài của nó cho anh em xem nha. Cái sợi dây này á là nó dài được là cái này là 1 mét đi. Thì cái này được mét này với này lỗ khoảng 1 mét rưỡi á, mét 6 á. Mét rưỡi, mét 6 gì đó là khoảng mét rưỡi đi, là dây 1 200k nha. Bề bản của dây này ha, bề bản của dây này là 25 đó, anh em đây hàng dây này nó chắc cực kỳ luôn, chịu tải mà nó chắc cực kỳ luôn nha. Hai dây y gan nhau đó, nãy em mới hướng dẫn cho anh em sử dụng là tức là mình cái tay này mình bẫy nó ra, dây này nó gì thì trong đây nó có găng nè đó, thì khi mà mình để đai hàng xong buông ra gì là nó cứng ngắc ha, nó không bao giờ nó tự tuột là được ha. Cái này là thằng Kijima. Rồi anh em dùng liên hệ hai cọng này y gan nhau, có cọng này hơi khác xíu, 240 mắc hơn 40. Rồi dây này màu khác luôn, màu cam, còn kia là nó màu đỏ. Thì cái này cái khóa của nó thì nó cũng tương tự cái hình thức giống như cái con kia vậy thôi, nhưng mà có cái là nó hơi khác chút xíu thôi. Cái con này thì cũng vậy luôn, nó dài khoảng tầm 1,5 mét ha. Dây này là bên cố định nè, còn dây này là bên móc nha. Dây này tăng đưa, muốn tăng đưa được cái cọng dây này á, đây nó có bát có số gì đàng hoàng nha. Nó tăng đưa được nè, mẫu này cũng thấy xịn sò, nó tăng đưa được á thì mình nhấn cái đầu này xuống là nó nhả mấy cái găng này ra ha, là mình mới kéo thoải mái ha, còn không thôi là kéo không có nổi nha. Cái này là mình kéo cái bên cái chiều mà rút vô á, cái chiều siết vô á thì ok, còn mình kéo lại cái chiều này là không bao giờ được nha. Đó, không bao giờ nổi. Rồi
dây số 3 240, anh em chở hàng rồi gì đó, anh em muốn đai thì đai ha, dây đó là đai chắc cú luôn nha anh em. Rồi tiếp theo thì tới cờ lê nha. Rồi ba cái cờ lê này là 150 bao xếp nha. Đó à, anh em xài cứ việc liên hệ em, kích thước đem đo cho, ví dụ như mấy cái là anh em nó sát vách tường đi, em ví dụ của bàn tay em là cái vách tường đi, con ốc nó dặn trong đây thì anh em để ngậm vô con ốc như vậy, rồi cái tay phía ngoài đây anh em dặn ha, ra vô vậy đó. Rồi ok. Cái này á là nó sẽ là 37, còn cái này là 47, còn cái này á là nó 26. Ok, cờ lê 1 này 150 bao xếp. Tiếp theo cờ lê 2 100k bao xếp ha. Hàng này là hàng Nhật Bãi hết, toàn bộ hết, đảm bảo cho anh em dùng rất là ngon luôn, cứng cực kỳ. Cái miệng nó cứng, dặn rất là im nha. Anh em làm cơ khí sửa chữa gì cũng được hết trơn, tiền chế, dặn ốc, dặn ác gì được hết á. Trong đây thì nó gồm có số là 8, 10 nè, anh em đọc nè, 8, 10, 12, 14 đó, 17, 19, 21 ha, 22, 24 đó, là nó gồm có những cái số nãy giờ em đọc đó, là trong đây nó sẽ có. Tất nhiên á là số lượng nhiều cái gì là nó sẽ có trùng lắp, có 23 nữa nè đó. Thì anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ em. Cái xe cờ lê số 3 17, 170 lê số 3, 170 hai đầu dòng nè, mấy cái dòng này còn tốt hết. Nước xi thì nó hơi xấu xấu, bán cho anh em mấy thương hiệu KTC này, nó cứng lắm luôn nè, xài rất là ok nha, ôm ốc dặn ngon. 24 của KTC nè, 22, cái này là 14, 17, cái này là 19, 22 của Suzuki nè, 14, 12 ha, Echo này là 30, Asahi nè, 17 dòng miệng nè, Big nè, 10, 12 nè ha. Rồi tiếp theo tới cờ lê số 4 nè, cờ lê số 4 nè, 230 bao xếp luôn. Cờ lê số 4 230, 19, 17 Echo, 21, 23 Big, 14, 17 Toyota, 8, 10, 24, 22 IKK, cái này 27, 24 ha, John Power gì nè. Rồi cái này á là 12, 14, cái này cũng top. 230, cờ lê 4, tiếp theo tới cờ lê 5, 232, có lực nổ đây ha, lực của nó là 480. Cái này thì thuộc của mấy anh điện lạnh này, Esco nha, Esco, tức là anh em dặn mấy cái đầu ốc á, mấy anh em trong nghề thì anh em biết rồi ha, dặn tới cái mức độ của nó vừa đủ cứng là nó sẽ nhảy ra cái cụp báo lực cho mình là xong ha. Rồi còn mấy anh em lạnh nghề thì không cần sử dụng tới cái đó đó, hoặc mấy anh em dặn không cần nghỉ thì cứ mua cái đó, dặn nó vừa tới lực nó nhảy cái bụp là xong phim. Ok nha. Còn tắc kê này em giới thiệu cho anh em là tắc kê sắt của Nhật nha. Đó em về được một thùng đường ngày, có một túi này thôi, em gom ra được túi này nè. Thì cái túi này á là 250 hết trơn cái đống tắc kê này, nhiều lắm, nhiều lắm ha. Nè trên tay em nè, còn ở đây nè, đó nhiều. Nó chỉ một kích thước một thôi. Đó. Thì cái này gọi là tắc kê sắt đóng vô bê tông nha. Đóng vô bê tông xong rồi lấy con ốc găng của mình á, ốc bu lông á, anh em dặn vô, dặn vô tới khi nào mà nó vô tới đây nó sẽ bung cái chân này ra, dính cứ ngắt ha. Rồi ok nè, cái này em sẽ đo cái phi của mình này là nó sẽ được 14 nè. Cái phi phía ngoài này anh em phải khoan là 14 nè. Còn cái găng ốc mà mình xài là đây là em đo đây là 8 nè, lọt lọng trong là 8 nè ha. Rồi anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ nha. Cái chiều dài này ha. Cái chiều dài này nó được là 40, tức là 4 phân đó. Một túi này luôn, 250 tắc kê của Nhật, cái sắt của Nhật kê. Rồi cái cánh khuấy đảo trộn là trộn bê, trộn hồ là khuấy bột gì đó ha. Cái này là cái trắng trên máy cho đừng bị văng lên tay hoặc văng lên máy nè đó. Rồi 250 nha, mã là cánh trộn ha. Còn cái này á, anh em dặn trực tiếp vô cái máy thì gỡ cái đầu khoan ra, còn không thì anh em kẹp cái đầu khoan vô đây, đóng cái cục này ra bình thường nha ha. Rồi cái cánh trộn này 250. Rồi tiếp theo nữa là tới silicon. Cái silicon này 80 nha ha. Rồi cái silicon này 80 ha, made in Japan luôn nè, made in Japan, đóng dưới này luôn nè ha. Rồi 80 bán cho anh em trải nghiệm nha.
Rồi tiếp theo thì tới thước lá nha. Thước kẹp nha anh em ha, thước kẹp là 150, thước kẹp là 150, một tấc rưỡi. Cái này là cái cây thước lá của Sinhoa, nó dán lên trên cái thước kẹp này. Thước kẹp này sử dụng lâu ngày quá rồi, nó không còn thấy số nữa, cho nên nó dán cái này lên ha. Đó, cái này là mình mua chủ yếu là mình sưu tầm thôi, cái cách của anh thợ và anh xài thôi ha. Đó, rồi miệng trên dưới nè, đó, trước sau nha. Đó, ốc ký thì vẫn còn luôn. Nó cái thước khá cổ, xài mấy ảnh cũ rồi, anh cũng chưa chịu bỏ, anh chế lại như vậy nữa nè. 150 nếu như anh em muốn có sở hữu ha. Rồi, em bao ship luôn. Bấm lỗ dây nịch nè, đồng hồ đồ nè, 130. Này thì nó có một mẻ một cái lưỡi một à, còn mấy lưỡi này sử dụng bình thường. Rồi, hoạt động tốt, ok hết ha. Rồi, 130. Tiếp theo ha, bấm lỗ 2 150. Bấm lỗ 2 150 nha. Đó, cái này thì bấm cái lỗ cho nó lủng lỗ nè, ở trên quần hay là áo gì đó, giải rồi đưa nút bấm vô đây bấm lại ha. Này. Rồi 150 nha, bóng xịn sò nha. Thước lá nha là 350. Cái này là 1 mét nè ha. Cái này là cây này 1 mét, số rõ ràng rồi gì đàng hoàng hết nha. Số rõ ràng đàng hoàng hết, nó từ đầu tới cuối luôn. Rồi. Cây này á là 3 tấc nè. Đó, 30 cm nè, số cũng rõ ràng luôn. Cây này là 1 tấc rưỡi nha. Đó, cũng số rõ ràng luôn ha. Rồi, bộ 3 thước ha. Tiếp theo thì tới thước kéo nha. Thước kéo 2 cây 130 bao ship nha, cây 5 m, cây 3 m rưỡi ha. Tajima 5 m nè, khóa thước nè ha. Rồi, cái đầu ngoài này hơi xấu xấu xíu thôi ha, Tajima Japan nè. Rồi phía trong số đẹp bình thường nha. Đó. Rồi rút ra kéo vô bình thường ha. Đây, kéo vô nè. Đó, rồi cái này 3 m rưỡi nè. Chẳng nhích nhật luôn nha, 3 m rưỡi chẳng nhích nhật rồi về đủ ha. KDS. Thước này còn sáng nha. Rồi, hai cây này là 130 bao ship ha. Thước kéo giùm em. Tiếp theo thì tới cái lọc, mã lọc. Mã lọc này là của Kobeco nè ha. Còn niêm phong chưa xài. 250, lọc nhớt, lọc gì đó ha anh em, lọc nhớt, lọc dầu gì đó. Bên trong cho anh em xem nha, còn rất là sáng sủa ha, túi lược của nó đây ha. Rồi anh em xài liên hệ. Tiếp theo thì tới cần y 200, cần y 200. Cần này thì trong đây nó sẽ có số là 14 12, cái này 10 10 hay 11 gì đó. Cạnh thì còn dặn tốt hết ha, mấy cây này cạnh còn dặn tốt hết, 10 12 14 nữa nè. Nó hai cây trùng số nha, còn cái này 12 14 17 đó. Rồi ok, cần y này là 200k nha. Rồi tiếp theo thì tới cần 1. Cần 1 này đầu là 3/8 nha anh em ha. Có cái cần nói hoạt động tốt hai chiều ha. Đó, đảo chiều nè, chó nhảy tốt, ok bình thường nha. Rồi ok, tiếp theo thì tới cần số 2, 100k. Cái này thì của thằng Mitulloy 1/2 nha anh em. Cái con này thì nó có một cái chiều nó hơi bị yếu, chó nhảy hơi yếu ha. Đây chiều này nè, nhưng mà vẫn dính nha, khớp vẫn dính là gì bình thường nè anh em xem nè ha. Đó, còn một chiều chó nhảy bình thường nè. Rồi cái này em bán 100k, anh em có nhu cầu xài liên hệ nha. Cần số 3 này là 150 ha, Santa Fe Made in Japan. Đầu này lắc qua lắc lại được bình thường, bi nhảy bình thường nha. Cây này chiều dài của nó tổng thể là được 28.5 cm. Tiếp theo thì tới đuôi chuột. Đuôi chuột này là 300 hết mớ này, hoạt động còn tốt, chó nhảy bình thường hết. Cây này là 21, bên đây 19, 21/19 hai chiều nè, tốt nè ha. Đó, anh em xài cứ việc liên hệ em ha, hai chiều nhảy tốt. Cây này là 24 MCC nha. Hai chiều nhảy tốt ha. Cây này là 17, 21 nha. Hai chiều nhảy tốt, ok ha. Cây này á là 10, 12 MCC nha. Rồi anh em cần dùng thì cứ việc liên hệ. Tiếp theo cần số cây đuôi chuột số 2. Đó, cây đuôi chuột số 2 này là 200k ha. Cây 17, 19 còn đẹp luôn, Made in Japan. Anh em xài liên hệ, chó nhảy tốt, cạnh còn sắc sảo đẹp tuy vậy bình thường. Tiếp theo thì tới lập lòn nha. Rồi cái trái lập lòn này thì 3 trái 130. Dây này kéo ra tới đâu đứng tới đó ha. Rồi dở nâng lên trợ lực nó rút lên. 500 này hết bình thường. Có một cái là cái cây mà đóng để vô gỗ á thì nó bị gãy rồi, chỗ này nó văng nó theo cây đó rồi ha. Dây còn nhiều. Rồi hai trái này nữa.
Rồi hết bộ 130 bao xếp. Tiếp theo thì tới bố nha. Bố má 150 2 cây nha. Bố 150 2 cây. Đóng đinh nhổ đinh với cây búa gò. Đó. Rồi. Anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ nha. 150. Tiếp theo tới bố má 2. 200. Bố má 2 200 nha. Bố này còn đẹp, nước sơn rồi niêm thì đầy đủ hết. Đó, gỗ đẹp ok ngon lành luôn, 2 là BS ha. Rồi, 200 bố 2. Tiếp theo tới bố 3 130 nha, bố 3 130. Đó, bố này là bố nhựa, anh em sửa đồ đóng rồi gì nó không sợ bị cấn dấu ha. Rồi, tiếp theo tới bố 4, bố này bố đóng nhũ thinh nha. Bố đóng nhũ thinh cây này á là 200. Cây này chiều dài của nó là được 26.5 cm. Made in Japan nha, Susa. Rồi, đóng đinh nhổ đinh còn mới, nước sơn rồi gì nè, chống trượt nha. Anh em xài liên hệ 200. Tiếp theo nè, búa số 5 là 150. Cây búa này là cây búa gò, cây búa bi. Cây búa bi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ. Cái niêm này là cái niêm bằng gỗ của nó hay gì nè, nó. Rồi, ha, đầu này là đầu bi, đầu này là đầu bi. Rồi anh em dùng liên hệ em, cây búa số 5 này là 150. Tiếp theo tới cây búa số 6. Là cái này là cái cán búa, anh em về anh em tra cái cán anh cái đầu búa, anh em về tra cán búa vô xài 2,7 kg, 300 em bao ship nha. Đó. Rồi tiếp theo tới búa số 7. 360 em bao ship nha. Đó, 3,6 kg. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ, đầu búa lớn. Tiếp theo cây xeo lỗ, bán xeo chịu lỗ luôn là 80 ha anh em. Rồi anh em xài cứ việc liên hệ. Rồi cộng lực nha, 120 Made in Japan TTC nha. Cây này còn sáng đẹp, mỗi tội thì nó mẻ cho cái mỏ ngoài trước này chút xíu này thôi, không ảnh hưởng gì hết ha. Rồi cái này là cái phần phá ha. Nó phá này không biết đường mở luôn. Đây ha. Rồi anh em dùng liên hệ em nha. Cái này là 120. Cắt lưới quay ung mư rồi trở lại. Tiếp theo cộng lực số 2. Đó, cái này miệng mỏng cũng ok, khá là ok nè ha. Ra vô rồi gì bình thường. 18 inch nha anh em ha. Rai lép bên trái bên phải nè. Cái này á, là nó 18 inch. Rồi mở miệng ra cho anh em xem nha. Đó, hoạt động ok nè ha. Rồi anh em xài liên hệ 290 bao xếp. Tiếp theo code mã 1 220 ha, Made in Japan 220. Đó, bấm vô thì chó nhả ra ha. Đó, bấm tới đâu thì chó gài tới đó thôi ha. Này bấm code được tối đa là 8. Đầu code nhôm 8 10 gì được hết ha. Rồi 220 code mã 1, tiếp theo code mã 2 là 190. 3 cây. Ok Maple ha. Rồi hai cây này thương hiệu nữa nè. Đó. Rồi thì anh em là có nhu cầu xài cứ việc liên hệ, cũng còn khá ha. Có cây này mới chát nè, cây này còn nước sơn ok ngon lành. Thì chức năng của mấy cây này á thì nó cũng tương đồng với nhau nha. Tuốt dây 5,5 ly trở lại là 0.75 nè, nó. Rồi tuốt dây nè, cắt dây nè. Xe dây. Bấm có trẻ, bấm có trẻ, bấm có tròn. Đó. Mấy cây này hoạt động ok hết nha. Nó. Có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em thôi. 3 cây có 150 bao ở 190 nha, bao ship code mã số 2 giùm em. Tiếp theo tới cần cộng. Cần cộng 100k nha anh em, bao ship luôn ha. 17 21 21 19. Rồi đầu cổ không tét không bể hết. Lã ống Echo hoạt động tốt ha, 650. Bộ 650. Ủa, lã ống này ghi ghét nha anh em. Ha, Gigit 650, anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ với em. Lá ống của Mỹ nha. Rồi. Tiếp theo thì tới là đá mài. Đá mài 500, đá mài xay nha. Đá mài xay ha. Hoạt động tốt nè, đó. Viên đá còn ok luôn, tới luôn được gì bình thường ha. Rồi 500 ha, 500 kẹp bàn nha, có cử. Tiếp theo vít mã 1, cặp này 160, cộng trừ đầy đủ ha. Rồi. Đây, cộng trừ đầy đủ. Này là 20 cm nha, 20 cm. Rồi tiếp theo vít mã 2, một combo này là 130. Anh em có nhu cầu xài liên hệ. Tất cả vít Nhật Bản, chỉ có riêng cái vít này mất cái đích là cái vít của Trung Quốc xuất Nhật thôi ha. Rồi, nói chung là con này China xuất Nhật đó. Con này á thì được có cái á, là nó có cái đầu này nè. Cái đầu này á là lụm đồ gớt trong kẹt trong hốc nè, trên đây nó có 500 sẵn luôn ha. Trên đây nó có 500 sẵn luôn ha. Nó có thể lụm được nguyên cái vít luôn. Rồi. Ok, cái này là cái ba cái bóng đèn nè, cái này nó mất ít bởi vậy không biết đèn còn sống hay không nữa. Vậy anh em độ chế thêm nha, có mũi vít trừ trên đây. Rồi anh em xài liên hệ, trừ cán gỗ nè, trừ nhựa. Trừ này lủng đít đây ha, nó bị đóng. Rồi, cái chạy gắt. Rồi mấy vít này là BH2 trừ BH0 nữa nè, đó. K
cán gỗ, cán nhựa rồi về đầy đủ nha anh em. Nó giúp bé hai cũng khá nhiều nè. Đó, rồi anh em có nhu cầu xài liên hệ, bộ này là 130 nha. Đó. Kèm mã 1 là 200, kèm mã 1 là 200 nha. Kakuta, anh em xài liên hệ em đi ha. Rồi Kakuta. Cái đầu này thì nó xây bình thường nè, ốc thì lên xuống nhẹ nhàng nè. Bấm còn tốt ha, cái này bấm giữ kẹp hàng thì cũng rất là ngon nha, 200k. Tiếp theo kèm mã 2 là 250 nha, kèm mã 2 là 250. Đó. Bấm ok ngon lành luôn nha, gia bàn đóng đây luôn. Đó, 250. Tiếp theo kèm mã 3. Đó, mấy kèm là 266 em gom bán cho anh em 180 bộ này nè. Đó, mấy cây này thì nó cũng tương đối ha. Cây này thì nó dài 19 nè, 16. Đó, 16, cái kìm cắt này cũng vậy ha, 16. Thì mấy cái lưỡi này nó hơi xấu nè, đó. Rồi, 180 bộ này anh em ưng ý thì lấy nha. Lưỡi này hở nè, về anh em vừa lại nè ha. Kìm nhọn nè. Kìm cắt nè ha, lưỡi này nó hơi mẻ. Ngoài trước mỏ nè, hơi hở xíu. Cây kìm điện này còn ok nè ha. Đó, rồi tiếp theo tới kìm mã 4 là bộ kìm cây 3, bộ kìm này thì 300. Đó, cây kìm nhọn cây 3 nè ha. Cánh cắt ok nè ha, lưỡi ngon nè. Cây 3 này kìm nguội có dân là có cái dân này chống trượt nè, đó. Cánh cắt khít nè, găng cỏ ok nè. Đó, rồi kìm này kìm cắt nha. Đó, bộ này 300 anh em ưng ý thì lấy, lưỡi nó hơi dập dập tí xíu. Rồi kìm mã 5 thì là kìm quạ. Bộ này là 150 3 cây. 3 cây này 150 ha. Hoạt động tốt, tất cả các khớp này khớp nào ra khớp đó không có bị trượt cấp. Cái kiểu giống như đang để cấp 2 mà bóp vô cái nó nhảy ra, mấy cấp này là không có nha. Mấy cây này là còn hoạt động ok hết ha, găng cỏ nè. Đó, rồi anh em ưng ý thì lấy nha. 150. Tiếp theo dao mã số 1 200k nha. Dao này là cây dao xếp cán gỗ ha. Rồi, made in Japan luôn nha, made in Japan luôn nè. Đó. Rồi 200k nha, anh em ưng ý thì lấy. Rồi, tiếp theo dao mã 2 là cái cây dao này 135 đóng đây nè. Lưỡi mài một bên nha, còn xanh luôn, thép còn xanh lè luôn nè ha. 250 vậy anh em làm cán nha, có bị đập cái lưng nè. Đó. Tiếp theo dao mã 3 có cán sẵn, ở đây nó cho cán này xong rồi nó quấn dây, nó đai dây rồi nó đổ keo luôn ha. Rồi về mình xài ha, lưỡi mài một bên luôn ha. Rồi 230. Tiếp theo dao 4 250 luôn. Anh em ưng ý thì lấy ha. Rồi, tiếp theo cưa mã 1 100k. Cây cưa xếp nè, lưỡi nè ha. Đó, lưỡi răng mịn ha. Còn bén luôn, 100k bao xếp. Tiếp theo cưa mã 2 cũng vậy. 250 nha, cái dao xếp tay Gima. Rồi anh em ưng ý thì lấy, liên hệ em. Đó. Lưỡi này thì nâng gốc 2 gốc nha. Xếp lại thì nó hơi dư hơn cái cưa một chút xíu. Rồi anh em xài liên hệ 250. Tiếp theo cây cưa sắt này còn sáng nè, ONS ha. 130, khung thì đầm tay nặng nè. Mình cưa lưỡi của Nhật nữa, rất là bén nha. Bén lâu lục. Đó, rồi anh em xài liên hệ, lưỡi này còn bén ha. Rồi 130. Tiếp theo cưa mã 4 là một cái lưỡi cưa sắt nè, chạy máy đó ha. Thông số nó là 450. Rồi 25 nhân 1.25 18T nhân cho 8.5. Rồi còn mới chát còn nước sơn luôn. Cặp sẻn này anh em làm giường là thoải mái luôn nha. Cán gỗ stainless steel ha. Rồi 150 sẻn 150. Giỏi hàng luôn rồi. Hai chiếc vô lượt. Tiếp theo nha, ghép cành. Ghép cành nha anh em. Đây một cây này cây thủ công nè. Đó, có chữ luôn nè ha. Rồi tiếp theo là tới cây này. Cây này là cây Otla nè. Otla này thì nó hai lưỡi hai đầu. Cái lưỡi này thì còn đẹp sáng nè. Cái lưỡi trong này thì nó hơi xài nhiều rồi. Đó, rồi ốc này dặn da ký lợi nè. Đó, rồi anh em xài liên hệ. Made in Japan luôn nha. Hai cây này là 150 bao ship nha. Vậy anh em mà vỗ lại xài. Tiếp theo thì tới cây dao giấy nè. Dao giấy có cái lưỡi dao giấy luôn. Dao giấy này là 250 nha. Cây này với cái bộ như bộ lưỡi Tagima này còn được mấy lưỡi nè. Bộ lưỡi Tagima này còn được 4 lưỡi nè. 4 lưỡi Tagima nha. Đây, 4 lưỡi Tagima Japan đàng hoàng. Còn mới chát trong cái hộp này luôn. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ ha. Bỏ giấy này đi anh em ơi, khó bỏ vô quá ha. Tagima. Rồi cái lưỡi này nè, muốn mình muốn để lưỡi Seiko thì mình nhấn cái nút ở dưới này, nhấn lên nó nhảy lên như vậy thì mình rút ra.
bỏ lưỡi vô, bỏ lưỡi vô đây ha. Rồi bỏ lưỡi vô xong rồi đẩy lên đó, này tự động lấy lưỡi nha. Đây gài xuống thì á, anh em xài xong hết cái lưỡi này đẩy ra luôn ha, ve lại đằng này, lấy cái lưỡi đằng này đẩy tới tiếp tục là nó sẽ có cái lưỡi mới ha. Rồi ok nè, còn cái này là cái mình giữ cái lưỡi nè, nó ngóc này ngóc căng ngược, mình giữ cái lưỡi lại, mình đẩy cái lưỡi ra xong mình siết con ốc này lại là nó cứ ngắt luôn đó. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ. Cái cây này là nó bằng nhôm nha, nhôm nhôm nặng đậm tay, cái này xài lực lớn ha, anh em có nhu cầu thì lấy ha. 250 giao giấy với bốn cái lưỡi tay ghe mau đây, trong đây một cái lưỡi tay ghe mau ấy nữa là vô như là 5 lưỡi ha. Rồi 250. Tiếp theo thì tới Eto nha. Eto con này là 50.000 50, Lucky nha, có thương hiệu có chữ đó, thì em nói anh em vậy đó. Ví dụ như mấy con Eto Nhật bãi về á là nó có tem như vậy nè, mà khi một thời gian ở anh bển ta sử dụng lâu ngày nó chóc mấy cái tem này đi, thì thành ra lại con Eto này nó không có còn chữ còn nghĩa gì trơn á đó. Không phải là không có chữ, là không phải là hàng Nhật nha, nói chung á là nó về có thể là nó xài cũ, còn con này còn mới nó còn tem mới chứng minh được Lucky nè đó, chữ Nhật nè đó. Còn con này á thì đặc biệt có cái á, là cái mặt trên này, nguyên cái mặt này là nguyên cái bàn gò luôn, anh em gò nhỏ nhẹ rồi gì ok. Nói chung á đồ nhỏ nhẹ anh em làm đồ nhỏ nhẹ, còn anh em muốn nặng lấy những cái đồ lớn hơn, Eto lớn hơn hay gì đó, kẹp những cái đồ lớn hơn thì anh em lấy Eto lớn hơn thì nó mới đủ chắc được ha. Rồi ngàm 50 nha, ngàm 50, cái miệng ngàm này mở ra hết được là 35 ha, 35. Rồi anh em sử dụng thì liên hệ, con này 500k, con này kiểu cũng độc lạ nha, nó 500k nha anh em ha. Eto mã số 1 giùm em. Tiếp theo thì Eto mã số 2, con Eto mã số 2 thì bàn xay nè, cái bàn này á, thì anh em xay được, mở ra thêm xíu đi cho dễ xay, đây xay nè, xay ha. Rồi ok, siết vô, con này thì nó chỉ có một bên tay thôi nha, anh em muốn đổi bên thì đổi qua đây, nó là như vậy. Eto mã 2 này á là 900k, găng ngàm rồi về là còn cực kỳ mới luôn, nó hầu như là chưa sử dụng đó ha, găng ngàm còn ok lắm ha. Rồi cái miệng ngàm với mở ra được bao nhiêu nha, cái thương hiệu này đây 430 ha, Wellit gì đó, Wellit Wellit gì đó. Rồi nó vẫn có cái đè nằm đây ha, còn nước sơn còn đẹp lắm ha, màu xanh. Miệng ngàm tối đa nó mở ra được là 7 phân nha. Rồi miệng này miệng 8 phân ha. Rồi anh em dùng liên hệ 900k nha, hoạt động ra vô rồi gì bình thường ngon lành. Còn cái cây này, cái cây cắt dây nhôm 250, 27 chứ, cái cắt dây nhôm 27 nha. Rồi miệng lưỡi rồi gì của nó là còn ok nha, còn bén luôn á. Rồi anh em cắt dây nhôm rồi gì làm kiển rồi gì thì có cây này rất là ngon ha. Đó cây này thì không thấy chữ, không thấy chữ nha, 27 cắt dây nhôm ngọt ngào luôn. Tiếp theo thì tới kéo cành mã 1, 230 nè, cái này dài có chữ rồi gì đầy đủ ha, bén luôn, bén sẵn, bén sẵn nha, giấy này giấy lịch nha, em cắt cho anh em xem rất là ngọt luôn ha. Rồi cây này á là 230, chiều dài của nó nha, chiều dài của nó là 20.05 cm. Tiếp theo cái cành mã 2 100k nha, cũng vậy, mấy cây này bao bán 100k bao ship nè đó, anh em dùng liên hệ. Cái này không thấy chữ nha đó ha. Rồi tiếp theo cái cành mã 3 nha, 150, cái cành mã 3 150, cây này thì ngắn thôi ha, đó cây này thì ngắn thôi, cây này thì nó dài được là 17.5 cm nha. Mở dây da này ra cắt thử cho anh em xem đó ha. Đó rồi anh em cần dùng thì liên hệ, 150 bao ship. Tiếp theo cái cành mã 4 nha, cái này là 200 nha, made in Japan luôn, made in Japan luôn đó. Hình thức anh em xem ngoại hình ha, mở ra cắt ha, ngọt ngào ha anh em, ngọt ngào. 200 cái cành mã 4. Tiếp theo cái cành mã 5, cái cành mã 5 để em thử coi nó bán không nha, thử lên tờ giấy đó luôn, 150 nha. Rồi thử cắt về thử coi đứt không, rồi đứt luôn ha. Rồi ok, 150 bao xét nha, cái cành mã 5. Tiếp theo thì đó mỏ hàng nha anh em, mỏ hàng thì có mỏ hàng 170, cây này là của nó là 60W nha, cây này là thương hiệu Sure đó. Ủa thương hiệu God chứ, thương hiệu God nha anh em ha. Rồi made in Japan đóng ở trên đây nè. Rồi 170 nha. Đó, rồi điện 100V, anh em xài liên hệ, tất cả là bao nóng tốt. Được, đem lại. Mở hàng số 2 này cũng vậy luôn, 120, 30W.
120 30W nha. Rồi sử dụng điện 100W hết giùm em nha, nóng tốt, ok, ngon lành. Mẫu hàng số 2 120. Tiếp theo là tới đầu khoang nha. Đầu khoang này là đầu khoang Autolock, đầu này là đầu của Milwaukee mới hãng ha. Rồi chuyên thay cho mấy dòng từ 2704 trở lên, 2804, 2904 rồi gì đó. Kẹp tối đa 13 ly Autolock nha, kẹp tối đa 13 ly Autolock. Rồi 108 đầu khoang số 1, 108 nha. Tiếp theo đầu khoang số 2. Đầu khoang số 2 á là 100, đầu khoang số 2 100. Đó. Đầu khoang bãi Nhật nha. Đó, chân máy bắn vít. Đó, anh em chuyển sang kẹp tối đa 10 ly. Đó, cái này là 100k, hoạt động ok, ngon lạnh hết nha. Ra vô rồi gì bình thường nè. 100k anh em xài liên hệ ha. Rồi, đầu khoang mã số 3 là 300k. Cái đầu khoang này á, cũng chân máy bắn vít, chuyển sang khoang kẹp tối đa là 13 ly, nó kẹp được đầu lớn. Và nó sản xuất ở Mexico nha, made in Mexico luôn ha. Rồi, hàng bãi chất lượng, anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ, kẹp tối đa là 13 ly. Đó, trong đây thì nó để toàn là hệ là phần không à. Đó, Mexico nha. Đó, hoạt động thì tốt, ra vô rồi về nhẹ nhàng ha. Rồi, kẹp tối đa 13 ly nha anh em. Rồi, 300k. Tiếp theo đầu khoang mã số 4 là 180k nha. Rồi, đầu khoang cũng đầu khoang bãi luôn nha anh em ha. Chuẩn vít Nhật đóng đây nè. Hara. Ba chấu đều khách nha, hoạt động tốt, ra vô nhẹ nhàng nè. Đó, rồi chân con, cái thằng này thì nó xài chân con nha. Chân con thì em đo cái lỗ con cho anh em phía ngoài nhất. Đó, em đo cho anh em cái lỗ con phía ngoài nhất này nè. Là 17. Chân con phía ngoài nhất này là 17 nha. Anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ. 108. Tiếp theo đầu khoang mã số 5, 108 luôn. Rồi cũng là chân con, kẹp tối đa 13 ly. Đó, thương hiệu là Hitachi. Đó, chân thì ra đều ok, hoạt động nhẹ nhàng nè ha. 108 luôn ha, bao xếp cho anh em nha. Rồi cái chân con phía ngoài này hết của nó là 17 ha. 17, giá là 108. Tiếp theo đầu khoang mã số 6 nè. Cái đầu này là 400 nha, cái đầu này là 400. Đầu khoang mã số 6 giùm em, đầu Autolock ha, Zaccord Autolock, kẹp tối đa cũng là 13 ly luôn. Rồi cái đầu này á là nó gài vô trong cái máy khoan thì mình dặn qua gì mình bỏ vô trong cái đầu máy khoan là thay đầu á. Ví dụ như là máy khoan bê tông mà sàn mũi gài SDS mà nó có cái đầu thay á thì dặn ra đút vô cái này thì nó sẽ chuyển lại thành cái mũi tròn để anh em kẹp chân tròn rồi gì đó, thay ra hay vô. Thì anh em nào có chân này á, đầu máy chân này á giống như vậy á thì cứ việc liên hệ mình, kết nối Zalo để trao đổi thêm ha, có nhu cầu thì liên hệ em. Đó, cái này gọi là đầu khoai của mấy cái máy bê tông đó. Rồi mà đầu này là Autolock nha, dặn gác đàng hoàng ha. Đây nè, dặn ra cho anh em nghe nè, dặn vô nè nha, dặn vô nè một cái cục đó ha. 400 đầu khoai 6, 400. Rồi tiếp theo nghe nè, pin sạc á thì ở đây em có một thương hiệu một à, là Panasonic nha. Cái pin Panasonic này á là số 1, mã này số 1 giùm em, 300k. Cái này tuổi thọ tầm có khoảng 2-3 năm, 4-5 năm gì đó, tùy theo anh em sử dụng nhiều ít nha. Rồi made in Japan nè, made in Japan thì nó tính theo cái thời lượng năm hoặc là cái số lần sạc của pin ha. Cái này sạc đi sạc lại tới mấy ngàn lần lận ha, made in Japan nha. Pin bãi còn rất mới trong hộp luôn. Đó, app còn đầy đủ hết, cầm bao tốt, bao cho anh em sử dụng ngon lành luôn nha. Made in Japan, pin sạc này á là nó chỉ có 1V2 thôi, nhưng mà khi anh em sạc này nó gần 1V4, sử dụng cho tất cả thiết bị nào để 1V5 là nó xài được hết. Pin sạc này là em không thấy cái thể loại là 1.5V nha, nếu như là pin sạc nha. Rồi, made in Japan nè. Đó, cái loại pin là NiMH, cầm tốt, bao xài cho anh em yên tâm mà sử dụng nha. Hàng bãi, nhưng mà do nó là thanh lý ở siêu thị cho nên là nó còn rất mới, chưa qua một lần nào sử dụng hết. Pin sạc này á là mã số 1 giùm em, 300k, anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ với em. Dung lượng của nó là 1.900. Còn anh em muốn dung lượng nó nhiều hơn thì có con pin đen này. Cái con pin đen này thì nó mắc hơn 30.000, nhưng mà dung lượng của nó là tới 2.500. Anh em có thể, ví dụ như gắn mic karaoke thì ca nó hơi lâu hơn, đỡ phải thay pin ha. Rồi cũng vậy luôn, cũng made in Japan, pin bãi, hàng bãi, thanh lý, siêu thị, hoàn toàn chưa sử dụng, app còn rất là ok luôn, đầy đủ hết, về sử dụng liền được luôn, hết pin sạc cũng được luôn ha. 330 pin sạc số 2, 330.
Tiếp theo thì tới bán pin sạc thì cũng có sạc pin cho anh em. Sạc pin này thì nó sử dụng được AutoOne luôn, tiện lại, nhưng mà nó sản xuất tại Trung Quốc nha, Made in China ha. Đó, rồi thì anh em là có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ sạc chuyên về cái pin mà sử dụng đó, đó pin 2A hoặc là pin 3A. Pin 3A là phía dưới nè, mỗi một lần sạc 2 viên, sạc sạc nhanh, đầy tự động nó tắt cái đèn này và nó ngắt nguồn. Rồi, sạc pin mã số 1 là 300k, anh em xài liên hệ thương hiệu Sanjo. Tiếp theo sạc pin mã số 2 là 450k. Đó có dây số 8 rồi nè, ghim vô đây ha. Sanjo, đó sạc 4 viên 2A và 2 viên 3A. Mỗi một lần sạc pin 3A nhỏ đó là phải sạc được có 2 cục à. Còn 2A thì sạc được 4 cục ha, sạc nhanh cũng vậy, cũng tự động tắt ha, có đèn báo. 220W luôn nha anh em. Có nhu cầu xài liên hệ em Sanjo, sản xuất tại Trung Quốc nha. Rồi, tiếp theo đốc sạc không dây 250, sạc từ iPhone 8 trở lên hoặc là đế xem điện thoại ha. Rồi cái này á, là cáp đi theo ha, sản xuất tại Trung Quốc, xuất thị trường Nhật nè ha. Rồi cốc thì anh em xài cốc ở nhà gắn vô ha. Sạc không dây. Tiếp theo máy số 1. Máy 1 900k nha anh em. Máy 1 900k là thân máy nha. Cái con này thân máy Makita 18V. Hoạt động ok, full tính năng. Test anh em xem, có đèn rồi nha, detox nè. Thắng đảo chiều rất là mướt nha. Cái này anh em đi công trình làm ở nhà rồi gì cũng rất là ok, ngon lành hết ha. Đầu cổ không ra lắc gì hết trơn á. Rồi máy này thân máy là 900k 18V nha, Makita. Rồi tiếp theo máy số 2, chính hãng Makita Việt Nam, bảo hành cho anh em 6 tháng. Anh em đóng pin thì chung với máy này bảo hành pin theo 6 tháng luôn. Kẹp tối đa là 13 ly autolock nha anh em ha. Khoan búa, cái này anh em xài khoan lặt giặt ở nhà rất là ok, rất khỏe nha, chứ không phải nó yếu đâu nha. Con này nó khỏe lắm. Con này khoan búa nè, khoan gắn vít có ốp trượt, 16 ốp trượt và khoan sắt nha. Khoan sắt thì không có ốp trượt ha. Rồi mã của nó đây, hàng chính hãng Makita Việt Nam ha. Rồi. Chính hãng đàng hoàng nha anh em, không phải hàng nhái hàng gì đâu. Rồi 900k nha. Động cơ có than ha, mới 100%, bảo hành 6 tháng. Rồi tiếp theo máy số 3 là 1.500.000, là máy này là máy cũ đã qua sử dụng, Milwaukee, một cái hãng của Mỹ, động cơ không chảy than, khỏe cực kỳ nha. Anh em rút lõi, khoan rút lõi thì rất là ok, ngon lành luôn, anh em làm điện lạnh đó ha. Rồi mã của nó là 2704 ha, mã của nó là 2704 nè. Thị trường Mỹ UL nha. Đó. Rồi anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ với em thôi ha, hai cái tốc độ nhanh chậm ở đây. Khoan sắt nè, cái này khoan cấp trượt 24 cấp trượt nè, cái này khoan búa. Con này cực kỳ mạnh. Anh em có nhu cầu test á, thì kết nối với em ha. Zalo số 0335172445, em sẽ test cho anh em xem nha. Rồi cực kỳ mạnh, 18V, em có nhận đóng pin luôn ha. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ. Tiếp theo máy số 4. Con này thân máy 350 nha, đầu kẹp tối đa là 13 ly autolock nha. Đầu kẹp tối đa là 13 ly autolock ha. Anh em có nhu cầu xài liên hệ 7404 nha. Thân máy 350 đều tốt ha, thắng. Đảo chiều tốc độ chậm nè, tốc độ cao nè ha. Cái này là khoan nè, rồi cấp trượt là 17 cấp trượt ha. Con này là xài rất là ngon ha. Đó. Anh em khoan lật giặt đồ gì cũng là ngon lành luôn ha. Thân máy 350, kẹp tối đa 13 ly auto lock. Tiếp theo máy số 5. 1.250.000 thân máy nha anh em, thân máy. Lưỡi cắt này em chỉ gắn vô là minh họa cho anh em xem vậy thôi ha. Đó, rồi máy này chỉ có thân máy. Thân máy này có than nha anh em, 18V ha. Có nhu cầu dùng liên hệ em. Chạy nè. Máy chạy rất là êm nha. Anh em lưu ý nè, mua máy cũ gắn vô nè, đèn này phải chóp nha. Rồi là nó còn mạch bảo vệ gì trong đây nè, quá tải hay là cái gì nó ngắt trong đây ha. Rồi báo đèn trên đây. Rồi anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ. Cái con này thân máy là 1.250.000 nha. 1.250.000, lưỡi là 100, lưỡi này 100. Ok nha. Tiếp theo thì tới cái bếp từ đi. Cái bếp từ này á là sử dụng điện 100V nha, sử dụng điện 100V. Hoạt động ok, ngon lành hết, nguyên zin nguyên bản, không sửa chữa, không thay thế bất cứ cái gì hết. Nguyên zin nguyên bản về zin, đảm bảo 100% là zin. Rồi ok, nấu nước thì ở đây nè, chế độ nấu nước anh em muốn thì anh em bật cái này lên. Này là giống như là cái công tắc tổng gì đó, rồi anh em chọn chế độ nấu nước thì nó nấu nước nó sôi thì nó sẽ tự động giữ nhiệt độ 140 độ. Nước nó nguội xuống xíu nó sẽ cho điện vào để cho giữ cái nhiệt độ lên, nó không cho nguội nước ha. Là chế độ nấu nước. Còn chế độ này là chế độ chiên, xào, nấu canh, nấu lẩu, hầm xương, bất kể cái gì cũng vậy. Anh em chọn chế độ này là nó chạy thôi ha. Muốn chọn chế độ được chế độ này thì tắt chế độ này đi. Chọn qua chế độ này, tăng giảm nhiệt độ thì ở đây
tối đa là 200 độ nha, tối đa nó cho mình là cho phép là 200 độ, mặc định mở lên cái độ này nó chỉ là 190 độ thôi đó. Nấu nước sôi rồi gì ok ngon lành ha, đó nó cũng khá là nhanh sôi nha anh em ha. Đó, từ lúc mà đặt cái nồi lên nước không sôi cho tới lúc mà nước nó sôi đùng 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 luôn thì tầm cỡ khoảng 6-7 phút gì đó ha, tùy theo là cái nồi dày, cái nồi mỏng, cái nồi nhận từ tốt hay không, rồi cái nồi loại nó, cái đít nó bẩm lên gì, hay là cái nồi đít nó bằng nữa ha, nó nhận từ tốt thì nó sẽ sôi tốt thôi ha. Rồi con này nói chung là nó thiết kế là để âm với là để nổi được luôn. Hiện tại em đang để nổi, phía dưới chân nó có mấy cái nút gùi gì nè, để mình để nổi ha. Rồi mình để âm cũng được. Thì nó thiết kế như gì, mấy cái dòng sản phẩm mà nó thiết kế như gì á, là nó thiết kế âm á, là nó chất lượng rất là cao. Anh em xài rất là thoải mái, yên tâm về chất lượng ha. Mấy dòng này thì nấu rất là trâu bò, anh em yên tâm nha. Rồi nước lọt đầu nó sẽ lên tim lai gai ra, anh em chú ý kỹ nha. Nó lên tim lai gai đó. Rồi thì anh em có nhu cầu xài cứ việc liên hệ với em. Bếp đảm bảo nguyên zin 100% hoạt động tốt của Panasonic nha. Rồi tiếp theo em cho anh em xem, bếp còn rất là sáng mới luôn nha. Nè, nó mấy cái chân này là để nổi nè anh em ha, quạt gió vẫn hút gió, luồn gió vô được bình thường hết. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ em. Chỉ có 1300W nhưng mà nấu cực kỳ là mạnh ha. 900K. Tiếp theo là máy ép trái cây. Ép trái cây dạng công suất lớn, máy này thì 2,7 triệu. Em bán máy này 2,7 triệu còn nguyên trong cái thùng này luôn ha. Hàng còn rất là mới, nguyên trong thùng này. Anh em nào quán xá hay gì đó mình đầu tư máy này chạy rất là êm và khỏe nha. Đó. Rồi, thùng mốt shop rồi gì còn đầy đủ nguyên thùng. Đó. Rồi, máy thì đây, cái hộp này đựng sát, cái hộp này đựng sát nha. Máy còn rất là mới luôn. Đây em test thử cho anh em xem. Máy chạy rất êm nha. Cái dòi này là cái dòi mà nó hứng nước nè. Anh em để cái ly đây, nó hứng nước ra đây ha. Còn nếu như anh em lấy cái ly khác ra, nó đầy thì gì, anh em đẩy cái nắp này lên thì không bao có một giọt nước nào nó chảy ra đây ha. Trong đây nó có miếng gòn đậy lại rất là kín ha. Rồi em test thử cho anh em xem. Anh em xem máy chạy rất là êm không? Em chưa đẩy cái nắp này vô nữa ha. Máy chạy cực kỳ êm nha. Rồi anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ với em nha. Máy này chấn rất là tốt nè. Nè, máy này chấn rất là tốt nha. Anh em xem nó còn quay nè. Rút điện nãy giờ, tắt máy nãy giờ nha. Đó, máy còn rất là mới luôn. Anh em xem nó vẫn còn quay nha. Còn chuẩn, lưỡi còn bén nha. Lưỡi còn bén cực kỳ luôn. Lưỡi còn bén cực kỳ. Cao và bén cực kỳ luôn. Đó, rồi. Anh em có nhu cầu dùng á thì cứ việc liên hệ với em nha. Anh em có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em. Đó. Con này dây nè, nó còn cái nắp chụp bảo vệ nữa nè. Đó. 2,7 triệu đồng. Anh em sẽ thỏa thích với cái máy này ha. Máy chạy công suất rất là tốt, rất là êm. 200W nha, 200W, điện 100W giùm em. Máy mới cực kỳ. Lưỡi nè. Lưỡi nè. Ha, lưỡi nè, còn cao à. Còn cao còn bén cực kỳ luôn ha. Đó, lưỡi. Máy ngoại hình hình thức tháo hết rồi cho anh em xem. Đó, ngoại hình hình thức. Đó. Ha. Rồi, anh em dùng thì liên hệ với em nha. Số điện thoại của em là 0335 172 445, em tên Sơn nha. Rồi, tiếp theo là bếp ga. Bếp ga nha. Cái bếp ga này là bếp ga mini. Cái bếp ga mini á là nó sử dụng cái bình ga mini. Bình ga mini này mình mua ở mấy cái tiệm ga rồi vậy nó có bán nha. Đó. Bình ga mini. Đây, người ta lưu ý mình nè. Chỉ nạp một lần, cắm nạp lại dưới mọi hình thức. Tức là bếp ga mini này nó sản xuất ga, nó đã tính toán rồi. Nhật cũng vậy, là nó cũng chỉ sử dụng một lần cho một cái chai ga này thôi. Vì cái chai ga này là cái áp của nó là cái áp thấp. Nó sẽ hạn chế tối đa cái phần của do mình sử dụng cái bếp ga mini này. Ví dụ như anh em ăn ở ngoài trời, ăn đi business hay gì đó, anh em ăn ở ngoài trời thì với cái bình ga này thôi là nó sẽ không ghim điện, không gì như bếp từ ha. Rồi và nấu được tất cả các loại nồi thì anh em mang theo nó rất là tiện lợi. Và cái bình ga này á, anh em đi tới nơi du lịch rồi vậy đó, đến những cái nơi đó anh em chỉ cần mua cái bình ga này xài xong hết bỏ lại luôn ha. Rồi xong ok nè. Thì là bình ga này, bếp ga này là bếp ga Nhật nha. Bếp ga Nhật sử dụng bình ga Việt Nam bình thường. Với điều kiện là khi mà anh em xài xong hết cái bình ga này,
anh em đi ra tiệm bán ga anh em mua cái chai ga mới, không có bơm lại cái chai ga này nha. Vì cái chai ga này anh em bơm lại là cái áp suất trong cái bình ga người ta sang chiếc cho anh em là cái áp suất cao, rất là dễ nổ, cháy nổ rồi gì, gây nguy hiểm cho anh em ha. Rồi mình xài an toàn hay không á, là cái nhà sản xuất người ta sản xuất ga người ta cũng đã tính rồi, cho nên là mình xài đúng cái khuyến cáo của cái nhà sản xuất thì nó sẽ an toàn, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi anh em tiết kiệm, ví dụ như bơm bình ga 10.000, chai ga này là 22.000, nó tiết kiệm được phân nửa tiền, hơn nửa tiền xíu, nhưng mà nó an toàn tính mạng nha. Bật lên cháy nè, lửa rất là ok, ngon lành. Còn anh em muốn lửa nhỏ lại đỡ tiết kiệm á thì anh em nhỏ lửa lại thôi. Bếp thì anh em chỉnh nhỏ lửa bình thường, do quạt gió trên đầu của em nó thổi xuống cái lửa anh em thấy nó như vậy đó nha. Chứ nó thì nó cháy, không có gió thì nó cháy bình thường. Đó anh em có thể nhỏ lửa lại nè. Đó, nhỏ xíu luôn ha. Rồi, dặn lửa lại nè. Đó. Rồi, có nhu cầu xài bếp ga mini Nhật để trải nghiệm thì cứ việc liên hệ với em Sơn ha. Để chốt đơn, giá là 300k là gần cái bếp ga, không có cái bình ga này. Tại cái bình ga này vận chuyển thì nó khá là nguy hiểm, bị mấy thằng vận chuyển nó cũng thấy, nó thảy, nó quăng liệng này dữ lắm ha. Rồi ok nha, 300 bếp ga này ha. Rồi anh em có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em, bếp ga Nhật nha. Đây, hoạt động tốt, ok hết. Cái con này á thì hướng dẫn sử dụng của mình nó đây chữ Nhật không à. Trong đây cũng vậy luôn. Trong đây nó cảnh báo nè. Khi mình xài cái mà mấy cái bình ga mà áp cao đó sang chiếc đó, đưa vô đây nhấn cái kịch, không bao giờ nó cho mình gắn bình ga vô đây. Đẩy vô một cái nó nhồi ra, đẩy vô một cái nó nhồi ra. Rồi là nó sẽ nhảy cái nút này, cái nút cái chân chỗ này nè, nó chỉ nè, nút đỏ đỏ nè, anh em đè nút này xuống, gắn lại bình ga mới xài bình thường. Rồi ok ha anh em. Bếp ga số 1 mini 300k, có nhu cầu xài cứ việc liên hệ em, lửa rất là ok ha. Tiếp theo bếp ga số 2. Con này là Boloma 340 mua chè nha. Con này là xài anh em nấu nè. Thứ nhất nè, Cái đầu tiên nhất nha, là tiết kiệm về ga. Cái con này nấu tiết kiệm ga. Mấy con bếp ga Nhật này nó sẽ nấu tiết kiệm ga hơn bếp ga Việt Nam nha. Đâu đó tầm khoảng 30%, tùy theo cái người, cái cách sử dụng nữa ha. Rồi thì á là con này em bán giá là 2.850.000, bao ship, tặng cặp pin nè, pin Panasonic nè. Rồi thêm cái nữa là lợp lưới chuột nữa, lợp lưới chuột phía dưới á. Tại bếp ga của Nhật á, dây điện nó cực kỳ dèo, nó quản lý trên cái mạch ha, quản lý trên cái mạch để nó đảm bảo an toàn cho mình khi sử dụng bếp ga không cháy nổ. Mình nấu quên cạn nước nó tự tắt, mình nấu nước sôi quá nó tràn ra nó tự tắt ha. Rồi mình nó đánh lửa lên nó không cháy, nó tự tắt báo lỗi cho anh em biết ha. Nó đủ thứ hết, nói chung là nó an toàn, xài nó an toàn đối với người lớn tuổi hoặc là người ở trong gia đình của mình. Trước tiên là mình bảo vệ bản thân mình, thứ nhất. Thứ hai, bảo vệ gia đình mình. Thứ ba, bảo vệ toàn bộ khu phố, các nhà lân cận nữa ha, bảo vệ tài sản mà ha. Rồi anh em có nhu cầu thì đầu tư một cái bếp ga như vậy, mình xài rất là bền, rất là ok nha. Cái đó là em khuyến cáo thôi. Còn bếp ga thì em bán ở đây, tất cả các bếp em bán ra tới tay anh em sử dụng, test full mọi tính năng là thứ nhất. Thứ hai nữa, điều đầu tiên về là em sẽ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ từ trong ra ngoài nha. Bếp của Nhật xài nó sẽ dính thức ăn rồi về này kia kia nọ, thì tụi em vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài sạch nhất có thể. Tức là anh em sẽ không thể nào dễ dàng tìm thấy thức ăn ở trên cái bếp của anh em, nếu như mà tụi ở đây tụi em bán là nó là như vậy ha. Đó, nếu như tụi em làm á nha, nếu như tụi em làm á thì anh em sẽ không thấy được thức ăn trong đây nha. Đó, không thấy được thức ăn trong đây, sạch sẽ từ trong ra ngoài, tuyệt đối là sạch thức ăn nha, tuyệt đối là sạch thức ăn. Rồi con này tầng lửa trên, tầng lửa dưới, hai tầng lửa để mà mình nướng á, mình khỏi cần trở bề, cá thịt gì cũng vậy, để lên trên dĩa nè, để dĩa nè. Rồi đó thì á em nhắc lại nha, là anh em nấu khô cạn nước nó sẽ tự động nó tắt, nó khóa ga nhờ cái con sensor cảm biến này. Anh em nấu tràn chảy nước xuống đây nó vẫn tắt, nó khóa ga ha. Rồi xong một cái nữa là gió thổi vô đây nó tắt, nó tự động nó khóa ga luôn. Đang cháy gió thổi mạnh quá nó tắt thì nó tự động nó khóa ga luôn, nó không cho gọi gỉ ga mà ha.
Rồi, cái này chỉnh lửa lớn nhỏ nè. Anh em muốn clip test lửa rồi gì đó thì anh em kết nối Zalo với em nha. Cái số điện thoại của em là 0335 172 445. Em tên Sơn ha, đảm bảo phục vụ anh em tốt, đàng hoàng, tư vấn nhiệt tình cho anh em ha. Bếp là phải hoàn toàn tới tay, là xài tốt, ngon lành. Và anh em lo một cái nữa là bếp của Nhật á, về nấu á, là nó sẽ bị lửa nó lớn, rồi nó cháy, nó ám ở dưới cái đáy nồi, nó đen thui nồi. Không có. Bếp toàn bộ về thì ở đây á, tụi em đã chỉnh lửa, gió thì lại đầy đủ hết. Lửa nó sẽ cháy vừa phải nha, không phải nhỏ quá đâu, mà cũng không phải lớn quá đâu, mà để cho nó khét cái nồi, nó đen cái nồi của anh em mất công trà. Nấu bếp ga mà chứ không phải nấu bếp củi ha. Thì tức là đảm bảo với anh em là không đen nồi, xài tốt, hoạt động ok, ngon lành bình thường hết. Tất cả cái tính năng của nhà sản xuất đưa ra là sao, là nó sẽ đủ như vậy ha. Rồi, cái này là nó sẽ có tính năng là bếp bên đây nha, chỉnh nhiệt độ nè, 200 độ C, 180, 160, hoạt động trên nhờ cái nút này ha. Rồi tiếp theo, này nấu cháo, nấu cơm. Trên này là nấu cháo chín sôi tự tắt. Rồi dưới này là nấu cơm, cũng vậy, chín sôi tự tắt. Rồi, tiếp theo bên này, nhấn 3 giây loại bỏ cảm biến. Chế độ này khuyến cáo không nên dùng nha. Loại bỏ cảm biến là nấu như bếp ga Việt Nam ha. Đó, cái đó là anh em nấu lâu hay gì nó nhấn nút này. Rồi xong. Chỉnh lửa lớn nhỏ đây là của bếp này. Còn cái này là hai tầng lửa trên dưới của cái lò nướng. Còn cái này á là hẹn giờ. Hẹn giờ ở đây nè, tăng giảm giờ ở đây. Lò nướng 9 phút tối đa, 1 phút tối thiểu. Còn hai cái lò trên nè, lò trái lò phải nè. Lò trái lò phải đây. Riêng con này nó mới chỉnh được vậy nha. Con này nó có tính năng vậy. Rồi lò trái lò phải ở đây thì anh em chỉnh tối đa 99 phút ha, 99 phút. Rồi anh em hầm xương hầm thịt gì đó muốn chỉnh là 30 phút, 50 phút, 20 phút, 10 phút, 15 phút gì tự tắt, là tự động nó tắt, nó khóa ga luôn à. Cho dù trạng thái của anh em vẫn còn nằm cái này vẫn còn nằm đây nha. Đó, nó là như vậy. Rồi, ok ha. Thì ở đây là em giới thiệu tính năng của con này vậy thôi. Mặt là mặt men thì anh em dễ dàng là lau chùi vệ sinh cho nó ha. Rồi thì nói như vậy thôi, em phân tích như vậy đó cho anh em hiểu về cái tính an toàn tiết kiệm ga của bếp ga Nhật, và muốn giới thiệu những sản phẩm này tới cho anh em mang tới cái độ an toàn tin cậy ha. Nhỡ mình quên chứ ai mà không quên, ví dụ như vậy đó, ai mà không quên, cỡ nào cũng phải quên thôi, nhiều công việc quá thì có thể nấu nó cạn nước, nó không cháy, nó tắt, nó phá ga là ngon lành này ha. Đó, nội tính năng đó thôi. Rồi tính năng là tiết kiệm thì anh em sử dụng thử là anh em mới biết là nó tiết kiệm hay không. Đó, rồi. Tiếp theo nha, Rinnai. Con đó là con Boloma, còn con này con Rinnai. Đời này đời cao nha. Con Boloma này đời 2012 nha anh em. 2012. Còn cái con Rinnai này thì đời là 2020. 2020, tức là đời cao đó anh em, đời cao nha. Đời cao thì mới sản xuất gần đây thôi, linh kiện rồi gì nó còn mới, ok ngon lành hết. Ý như anh em muốn đời cao cho nó gần mình hơn thì đây, ở đây có sản phẩm này. Nướng một tầng lửa nha. Rồi cái này chỉnh lửa lò này, cái này chỉnh lửa lò này. Thì anh em muốn video test lửa thì cứ việc kết nối với em, em sẽ cho anh em xem video cách test lửa. Đó, thì nói chung đời cao thì mấy cái này nó sử dụng ít thì nó còn đẹp lắm nè, đẹp quá chát luôn nè. Đó. 2.3 triệu, con này 2.3 triệu nha anh em. Con này là 2.300 mặt men. Cái mặt men thì ở đây á là nó cũng khá đẹp đó, nhưng mà nó sẽ có một hai cái đốm vận chuyển nè, nó gớt đồ, nó chồng chất rồi gì lên nè, nó sẽ có một hai cái đốm gì thôi. Thì em quay kỹ, em chỉ kỹ những cái lỗi này cho anh em xem hết nha. Đó, học nướng nè, cái họng nướng nè. Đó, rồi bên này ha, đó sensor cảm biến rồi đó, chân ha. Rồi nút nhấn nè, nút nhấn nè ha, chưa có pin, đúng rồi, chưa có pin đó. Rồi cái hộp nướng nè, nướng anh em để đồ vô đây nướng này ha. Rồi hình thức nè, hình thức cho anh em xem nè ha, sáng sủa mới nè. Đó, rồi thì á anh em có nhu cầu á cứ việc liên hệ với em nha. Bếp khá đẹp nha, bếp khá đẹp thì em sẽ kết nối Zalo, em sẽ gửi video mà test lửa rồi gì cho anh em xem. Thì tất cả hôm nay á, là em chỉ có bao nhiêu cái sản phẩm này thôi. Thì anh em nào này nút nhấn nha anh em, đợi 220 đời cao đàng hoàng. Đó, thì anh em nào có nhu cầu á, sử dụng cứ việc liên hệ với em qua cái số điện thoại trực tiếp, hoặc nhắn tin qua số đó, hoặc kết nối Zalo ha, là 0335 172 445. Em tên Sơn. Thì cảm ơn anh em đã tin tưởng xem clip và mua hàng ủng hộ của anh em.
luôn ủng hộ đồng hành cùng shop. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả mọi người sức khỏe đó và thành công trong cuộc sống. Em xin thân ái kính chào.